Hello, xin chào các bạn. Mình là Kim. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lauren Chi Chi UK. Hôm nay cuối tuần, một ngày mùa xuân nắng ấm mọi người. Hôm nay thì có hẹn với bạn của Tony đến đây để ăn trưa. Cái nhà hàng này ở ngoài đây cũng có khu vui chơi cho trẻ em nè mọi người. Hôm nay cuối tuần trời nắng đẹp mọi người, nhưng mà cũng có gió hơi lớn á. Mình đi ăn ở cái nhà hàng này. Cái nhà hàng này thì mình chưa có đến đây bao giờ hết. Hôm nay thì có hẹn bạn của Tony nữa. Và mọi người đang đến đây, mình thì đến trước. Ở đây có cây hoa anh đào cũng rất là đẹp nè các bạn. Hôm nay gió lớn cho nên là nãy giờ nó cũng rụng, nó bay quá chừng luôn. Chị Tuột nữa hả? Rồi, chị ngồi xuống. Cái này chuẩn bị là sắp tàn hết rồi nè mọi người, đã rụng hết rồi. Nhà hàng ở ngoài đây cũng có cái khu chơi vui chơi để cho mấy bé nè. Rồi tụt xuống đi con. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hello. Say bye chị, say bye. Ngồi cái ở dưới cái bàn này, ở dưới cái tán hoa này ăn cũng đẹp quá nè mọi người. Gì vậy con? Ly and Laura lúc thôi. Chị thấy bạn ba chị mừng quá. Look at all the flowers. Yeah. Look at the fly. Look. Yeah, hi Lee. How are you? Yeah, nice to see you. Yeah, I'm good. Yeah. Hello. You dress. Rồi chị ra kia đi. Mommy get the drink, okay? Cái kiểu nhà hàng này nhìn rất là lâu đời rồi mọi người. Nhìn cái trần nhà rất là thấp luôn. Và nó có nhiều cái thanh gỗ nè, lớn lớn nó thấp ở dưới đó. What you gonna drink? Check out. They've got ginger beer. Okay, good. I got you in the glass with no ice, okay? Yeah. Can I have a straw? Want a straw? Yeah. Yeah, sure, yeah. Thanks. If you want a Diet Coke, we'll get camera in the same, yeah. Or it's a Pepsi anyway, Diet Pepsi, yeah. Nice. Is it good? Yeah. Fever Tree, that's a good one, that, yeah. Have a food menu as well, please. Yeah. Can I take that on the menu as well? Okay. Thanks a lot. Probably moved now, look. Have they moved? Okay. Oh, the table was wonky, okay, all right. Yeah, there you go. A flat one, like that. Like that, look. Yeah. Do you want a drink? All right then. We got some menus all over it, yeah. Ready? Do you like it? Dizzy! Dizzy! We show your mummy when she comes out, says yeah, and then as soon as she come out, one more. One more. Come here then. Ready? Steady? Go! Woo! Dizzy! Woo! Woo! Dizzy! Put the drinks on him. You're really happy, aren't you? Oh, that's better.
Oh my god. One more. Take a rest, girl. Laura tired. One. No, not two. One. One more. Over here. Hang on, leg on. Right, you ready? What time did his lordship come in last night then? He's been dead good since before. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Well, you know, we feel like we're in bed. Okay, she's bald. Come on, baby. Come on, have a drink. We said we'll do. He goes, oh, you know, just say sorry to me. Sorry to Eli for me, and I'm sorry to you. Bây giờ sẽ đi vào bên trong nhà hàng để ăn các bạn. Tại vì ở bên ngoài gió lớn lắm. Ngồi ở ngoài ăn thì thức ăn nó sẽ nhanh nguội. Ở bên này nếu mà mình đi những cái nhà hàng Anh thì đa phần là thức ăn giống nhau. Nếu như mình gọi món nướng thì có những cái món nướng thập cẩm nè. Heo, gà, bò. Ở giữa nhà có cái giếng nè các bạn. Cái này chắc ngày xưa cái giếng ở bên ngoài mà sau này người ta xây dựng thêm á. Cho nên bây giờ thành ra nó nằm ở giữa nhà luôn. I took the kids to driving range last Sunday. Buổi chiều thì trời nắng cho nên là tranh thủ đi ra ngoài đi dạo các bạn. Ở công viên này có rất là nhiều cây hoa đào luôn nè. Mình cũng tranh thủ đi ngắm hoa đào. Chứ không là vài bữa sẽ tàn hết mọi người. Trời gió này là nó tàn nó rụng nhanh lắm. Công viên này có nhiều hoa anh đào quá trời nè các bạn, rất là đẹp luôn. Jacob, Cameron, come together. Gee, happy look. Sorry, I didn't see it. Fountain, look. I'm going there, it's probably dirty.
trời cũng có rất là nhiều hoa luôn. Ở đây là trong đây là công viên. So there's Lauren, small one. So Lauren, all gone. Yeah, that. That's me. That's Daddy. That's you. No, and he said to me, Daddy, that's me. That's Jacob. That's Cameron. He said, and that's Matt. Oi. Hey. Matt. Oi. Matt. Beautiful. Matt. Beautiful. Don't forget that, Tony. Phía bên đây có mấy cây hoa đào màu trắng nè các bạn. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành nha. Thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Bye bye.